Ngon thì bây giờ mình xin phép hướng dẫn cho mọi người cách cài đặt cái plugin mà Bygone trả góp mà mình đã bán trên xe code nha mọi người. Thì sau khi mọi người mua thì mọi người sẽ upload cái plugin đó lên như bao plugin khác thôi, rồi sau đó các bạn vào cái tài khoản thanh toán, xong rồi nó hiện ra cái thanh toán Bygone và trả góp Bygone. Thì các bạn vô đây, các bạn set up và các bạn cài đặt giùm cho mình. Thì ở đây set up từng cái nha mọi người. Đó. Thì ở đây thì các bạn buộc buộc là các bạn cần phải đi lên trên Payon. Các bạn thanh toán một cái cổng Payon. Thì cái cổng này khi mà các bạn mua xong á thì mình sẽ cài hướng dẫn cài đặt cho các bạn luôn. Thì mình ở đây mình cũng có một cài sẵn rồi, cho nên là lát nữa mình sẽ qua một cái website khác mình demo cái chức năng này cho mọi người. Thì cái plugin này là mình không có mã hóa nha mọi người, không có cài, còn cái này là trả góp. Thì cái này các bạn có thể là tùy chọn setup nè, là cái này là số tiền tối thiểu để trả góp là 3. Rồi các bạn có thể là hiển thị nút thanh toán trả góp. Đấy. Rồi các bạn cái này các bạn cũng tương tự là các bạn sẽ nhập mấy cái ID cho mình nha. Rồi sau khi các bạn nhập xong rồi á thì các bạn sẽ đi ra cái màn hình thanh toán thôi. Đấy. Thì sau khi ra cái màn hình thanh toán thì nó sẽ các bạn bấm vào mua sản phẩm. Cái website này mình cũng đang bán trên xe code luôn nha mọi người. Thì nó sẽ hiện ra là trả góp 0%. Rồi cái này là gói mua ngay nè. Rồi trả góp 0%. Thì bây giờ các bạn bấm mua ngay. Đấy, thì nó sẽ hiện ra cái này. Thì nếu như mà các bạn cần thì cái plugin này mình có thể là đưa cho các bạn miễn phí cái hiện lên cái phút này nè. Rồi đấy, rồi tôi giả sử như là các bạn nhập số điện thoại đi đấy. Đấy. Rồi các bạn nhập thành phố tỉnh vào. Đó. Rồi số nhà. Rồi các bạn thanh toán bằng trả góp. Thì bây giờ các bạn bấm đặt hàng ngay. Thì cái này nó tính phí ship, thì cái phí ship này là mình code nha mọi người. Còn nếu như các bạn không tính phí ship thì các bạn có thể bỏ cái đoạn code đó đi cũng được. Rồi thì ở đây nó sẽ hiện ra là cái trả góp Payon. Thì các bạn có thể là tùy chọn bấm trả góp 3, 6 tháng, 12 tháng gì đó. Đó thì nó sẽ để ra một góp, thì các bạn góp bao nhiêu. Rồi thì sau đó thì các bạn sẽ bấm thanh toán thôi nha mọi người. Thì sau khi các bạn bấm thanh toán thì mặt định nó sẽ chuyển các bạn sang cái màn hình thanh toán như thế này. Đấy. Ngoài ra mình cũng bán luôn cái plugin Byman cũng không có cay luôn nha mọi người. Thì ở đây các bạn sẽ nhập số thẻ thôi. Thì tới tháng thì nó sẽ tự động nó trừ thẻ nha. Đó. Rồi
Cái này mình không thanh toán nha mọi người, bởi vì mình không có 4 triệu trong tài khoản để thanh toán nha mọi người. Rồi sau đó thì các bạn có thể là test ứng dụng là thanh toán ATM. Đó. Thì các bạn ở đây các bạn có thể chọn những cái thẻ này nè. Đó, các bạn có thể tùy chọn, ví dụ như là mình chọn code ngân hàng Agribank đi chẳng hạn. Đó. Thì các bạn cứ nhập vào và thanh toán thôi. Cái này là thông tin khách hàng. Thì cái này là các bạn sẽ nhập cái cây vô. Ví dụ như thẻ Agribank nội địa. Thì các bạn sẽ nhập số thẻ, tất cả số thẻ. Thì tự động khi các bạn bấm là nó sẽ chuyển tiền. Đấy. Thì nó cũng như nhau thôi nha mọi người. Hai cái này nó như nhau. Đấy. Để mình ra mình remove cái này luôn. Thì nó như nhau thôi, mà cái kia thì mình nhập cây rồi, còn cái này thì mình chưa nhập. Đấy, bây giờ giả sử như các bạn bấm chọn mua, thì ở đây nó sẽ có trả góp Payon. Ví dụ trả góp Payon đi. Thì nếu như mà các bạn muốn hiện cái nút ra thì các bạn phải code thêm nha mọi người, code thêm một vài dòng nữa. Nhập số điện thoại tên nha. Đấy, đặt hàng. Đấy, sẽ là bởi vì mình chưa có nhập cái địa chỉ cho nên là nó không có thanh toán được nha mọi người. Phải nhập cây vào thì mới thanh toán được. Đấy, thì có cái gì đó thì các bạn mua xong thì mình sẽ tận lực hỗ trợ, thì mình sẽ hỗ trợ luôn nha mọi người.